Dạ vâng, em Hùng 179 xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Nha Trang. Hiện tại em Hùng đang đứng trên con đường nhựa liên thôn thuộc thôn Tân Khánh của xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Con đường nhựa ở phía sau lưng của em Hùng là một con đường hiện trạng rộng 8m, trong tương lai sẽ quy hoạch mở rộng 15m. Và ngay vị trí này, em Hùng có 4 nền đất, gia chủ đã ký gửi cho bên Hùng bán. 4 nền đất này có trung bình mỗi lô diện tích sẽ khoảng tầm là 900m2 và trong mỗi lô đã có 50m là đất thổ cư. Từ ngay vị trí 4 nền đất này di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng tầm 18 cho đến 19 km đường ô tô rộng rãi. Dạ, và bây giờ trước khi để vào review, em Hùng mong rằng cả nhà mình hãy cho em Hùng xin một like để trước là ủng hộ tinh thần cho em Hùng, sau là để cho thuật toán kênh YouTube hiểu được rằng video của em Hùng sẽ mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng chứ không phải là những video spam, để được YouTube đề xuất hơn với nhiều người xem, để em Hùng có cơ hội tiếp cận hơn với nhiều khách hàng xem được video và biết đâu họ sẽ sở hữu được những bất động sản phù hợp với họ hơn. Dạ, em Hùng xin cảm ơn cả nhà mình trước. Và bây giờ xin mời cả nhà đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review 4 nền đất này như thế nào nhé. Dạ vâng, em Hùng xin giới thiệu đến cho tất cả với cô chú anh chị. Hiện tại là em Hùng đang đứng trên con đường Hương Lộ 39 thuộc địa phận của thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi vị trí em Hùng đang đứng là con đường nhựa hiện trạng là rộng 13m, trong tương lai đường này sẽ quy hoạch mở rộng 42m nha cô chú anh chị. Dạ, và từ cái vị trí này chúng ta đi thẳng theo hướng tây của em Hùng, mình sẽ đi ra lại quốc lộ 27C. Từ đó chúng ta có thể là đi hướng bên tay phải để đi về trung tâm thành phố Nha Trang, hoặc có thể di chuyển qua hướng tay trái để đi lên thành phố Đà Lạt. Thì từ đây chúng ta di chuyển lên quốc lộ 27C là khoảng tầm 4 km và di chuyển về thành phố Nha Trang là khoảng tầm 18 km nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực này cũng được xem là gần như là trung tâm của xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh là nha cô chú anh chị. Và theo hướng tây này chúng ta sẽ di chuyển vào trung tâm của xã Suối Tiên là khoảng tầm là 500m. Ở nơi đó chúng ta sẽ có trường tiểu học này, chợ này, ủy ban dân xã Suối Tiên, bưu điện, rồi trạm y tế luôn nha cô chú anh chị. Dạ, và khu du lịch Suối Tiên sẽ cách chúng ta khoảng tầm 1,5 km, theo 1,5 km thôi, cũng theo hướng tây này của em Hùng. Và ngay vị trí ngã ba này là thôn làng văn hóa Tân Khánh của xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Thì trên con đường nhựa này em Hùng có 4 lô đất mà gia chủ đã ký gửi cho em. Và đường nhựa này là đường hiện trạng là rộng 8m, một con đường liên thôn. Ở đường này là sẽ thông hết tất cả qua các hướng luôn nha cô chú chị. Và trong tương lai đường này sẽ quy hoạch mở rộng là 15m, và quy hoạch này cũng đã hiển thị lên trên sổ luôn. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cái nhà mình đi cùng với em. Từ đây chúng ta di chuyển vào lô đất là khoảng tầm 1 km thôi. Và trên trục đường này sẽ có rất là nhiều những cái nhà vườn, những cái nhà mái thái mới vừa được xây dựng. Và em Hùng cũng sẽ quay sơ qua để cho cả nhà mình cùng tham khảo. Dạ, em Hùng xin phép mời cả nhà mình đi với em nha. Dạ, đây là một trục đường liên thôn chính nên là khu vực ở phía ngoài này dân cư rất là đông luôn. Điển hình như là một cái ngôi nhà vườn mái thái. Đó, một cái căn mái thái mới vừa xây nè, bên tay phải em Hùng nè. Đó, rồi tiếp tục là ở bên tay trái của em Hùng là cũng là một căn nhà mái thái mới vừa được xây luôn. Dạ, trục đường này cũng rất là nhiều những căn nhà như vậy, bởi vì các anh chị làm việc ở dưới thành phố Nha Trang thì khi mà lên đây mua đất rộng để mình xây nhà vườn. Đấy, cả nhà mình xem những cái nhà vườn rất là đẹp luôn. Và trục đường này cũng là một trục đường chính nên là sẽ có rất là nhiều dân cư ở theo hai bên đường ở phía đoạn đầu này vào. Thì hai bên đường này là dân cư ở rất là đông rồi nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực này là điện và nước là đầy đủ luôn rồi, ở mật độ dân số cũng khá là cao. Và chúng ta cứ đi thẳng theo con đường nhựa này là khoảng tầm 1,1 km là mình sẽ vào tới đất thôi. Đây cả nhà mình xem, đường là đã có là điện nước đầy đủ luôn, đường trải nhựa luôn nha, mình đi xe là ô tô rất là thoải mái và di chuyển rất là êm luôn. Đó, chúng ta cứ đi theo trục đường nhựa này nha cô chú anh chị. Dạ vâng. Đấy, khu vực này thì em Hùng thấy là cũng đã có rất là nhiều những cái cửa hàng tạp hóa mua bán ở tại khu vực làng xóm này. Đây cả nhà mình xem thấy không, những cái ngôi nhà mới vừa được xây mái thái rất là đẹp. Và khu vực thôn Tân Khánh xã Suối Tiên này là nơi mà hội tụ rất là nhiều những cái nhà vườn như vậy. Và em Hùng thiết nghĩ nếu như 4 lô đất này, nếu như cô chú anh chị quý khách có nhu cầu tìm kiếm để mình xây nhà vườn gần trung tâm thành phố Nha Trang, thì em Hùng thấy đây là một sản phẩm khá là tuyệt vời. Thứ nhất là bởi vì là nằm trên mặt tiền đường nhựa liên thôn như thế này, ở trong tương lai sẽ quy hoạch mở rộng 15m. Và thứ hai là với chiều ngang mỗi lô rất là rộng, sẽ rất là đẹp, sẽ rất là tuyệt vời khi chúng ta xây dựng những căn biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng như vậy. Dạ,
Thì ngay vị trí này hôm trước em Hùng cũng có review một lô đất này nè. Lô này là 227m2 và với chiều ngang là 9m và chủ cũng đang rao bán là 1 tỷ mốt luôn cô chú anh chị. Lô đó là chắc chắn cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua thì mình sẽ thương lượng được rất là tốt với giá chủ luôn, vì hiện tại bây giờ chủ đang rất là kẹt tiền ngân hàng. Dạ rồi, mình cũng đã gần tới lô đất rồi nha cô chú anh chị. Em cũng xin nói giới thiệu thêm là ngay vị trí ngã ba này nè, chúng ta có thể rẽ bên tay trái theo đường bê tông này và mình cũng đi ra lại là thôn Gò Mè và cũng di chuyển ra lại là đường hương lộ 39 luôn nha cô chú anh chị. Và chúng ta vị trí lô đất là cách ngã ba nó chỉ khoảng tầm 50m thôi. Dạ, và bên tay phải của em đây là tổng quan 4 lô đất mà em Hùng đang mong muốn review. Em Hùng sẽ chạy hết 4 lô luôn nha cô chú anh chị. Dạ vâng. Và đây là ranh của lô đất cuối cùng của mình đây, là tới ngay chỗ cái bụi cây này. Dạ. Dạ, em Hùng xin giới thiệu đến cho cả nhà mình tổng quan của 4 lô đất mà em Hùng đang mong muốn review. Thì mỗi một lô như vậy á, là sẽ chiều ngang là 20m nha cô chú anh chị. Chỉ có cái lô cuối cùng là chiều ngang 16m. Và con đường này nếu như chúng ta tiếp tục đi thẳng thì sẽ thông xuống lại thôn Gò Mè, và mình có thể di chuyển về lại xã Bình Lộc để mà đi ra khu hành chính mới của huyện Diên Khánh luôn nha cô chú anh chị. Dạ, đây là một trục đường liên thôn nên là trục đường này là thông toàn bộ luôn. Và em Hùng xin giới thiệu tổng quan sơ về 4 lô đất để cho cả nhà mình cùng hình dung. Lô em Hùng đang quay là lô cuối cùng đi, em Hùng cho tính là lô số 4 đi. Dạ, lô này có tổng diện tích là 758m2 với chiều ngang mặt tiền đường nhựa là 16,7m và nở hậu là 18m nha cô chú anh chị. Chiều dài của lô này là một cạnh là 39m và một cạnh là 44m. Và em Hùng xin nói tiếp lô số 3. Thì lô số 3 mình có tổng diện tích là 919m2 với chiều ngang mặt tiền của bám theo đường nhựa là 20m và hậu cũng là 20m luôn. Cạnh chiều dài của lô số 3 là một bên đó là 44,6m và một bên là 46m. Tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 mình có tổng diện tích là 958m2 nha cô chú anh chị. Dạ, lô số 2 mình thì chiều ngang mặt tiền trước sau là 20m luôn. À, em Hùng xin lỗi, chiều ngang mặt tiền ở trước là 20m. À, dạ đúng rồi, ở sau là cũng 20m luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Và cạnh chiều dài của lô số 2 này thì một cạnh là 46m và một cạnh là 48m. Và đây là lô đầu tiên, lô số 1. Lô số 1 thì diện tích nó hơi lớn hơn. Lô số 1 là diện tích là 1000m2. Mặt tiền trước và sau đều là 20m. Và cạnh chiều dài là một cạnh là 48m và một cạnh là 46m. Và như cô chú chị mình cũng thấy, toàn bộ cái thửa đất này là đều rất là bằng phẳng. Và tất cả các lô đều đã có trụ bê tông và ranh giới cũng như là hàng rào thép gai rất là rõ ràng. Lô số 1 này chúng ta sẽ giáp với một cái nhà vườn rất là lớn này luôn nha cô chú anh chị. Dạ đây, ở ngay vị trí này là một cái nhà vườn rất là lớn nè. Thì lô số 1 của mình sẽ giáp với nhà này. Và chiều ngang lô số 1 sẽ được xác định là tới cái hàng trụ này. Đó. Tới cái hàng trụ này, hàng trụ rào này. Rồi, lô số 2 và lô số 3, lô số 4 cũng vậy. Rồi, em Hùng xin phép đi vào trong để cho cả nhà mình cùng tham quan qua một lô ha. Dạ, thì tất cả các lô đều như nhau. Em Hùng cũng quay một lô sơ qua để cho cả nhà mình dễ hình dung. Về cái thế đất ở trong á, thì tương đối là bằng phẳng. Nếu mà tính về cái độ lài thì lài hơn so với đường là khoảng tầm 20 cho tới 30 thôi nha cô chú anh chị. Dạ, đất ở trong thì khá là sạch sẽ. Gần như là xung quanh là không có mồ mả gì hết nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực này thì cả nhà mình cũng đã xem trên đường đi, em Hùng cũng đã có dân cư đó, ở đây là điện và nước máy đầy đủ rồi, nên là mình mua về để mà mình xây dựng biệt thự, nhà vườn hay là một cái farm gì đó sẽ rất là phù hợp luôn ha. Dạ, đây em Hùng đang đi ở phía cuối của lô đất mình đây. Về phần ranh thì ở cuối đất mình cũng để có được là trồng trụ nè, rồi cũng để có những cái dây thép gai làm rào như thế này rồi nha cô chú anh chị. Tất cả 4 lô đều như nhau, tất cả 4 lô đều có trụ ranh là rất rõ ràng rồi. Và phía sau đất mình cũng là đất trống luôn. Đấy, toàn bộ sau đất mình là đất trống luôn, không có mồ mả gì hết nha, rất là sạch sẽ luôn. Đó, và từ vị trí em Hùng đang đứng đây thì chúng ta sẽ nhìn lại ra phía trước con đường của mình. Đó, ở trước mình thì cũng có nhà dân ở. Và khu vực này á, nếu như cả nhà mình muốn di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang từ ngay vị trí lô đất này
thì mình di chuyển về là khoảng tầm 19 km nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, rồi từ đây chúng ta di chuyển vào trung tâm của xã Suối Tiên là khoảng tầm 1 km. Và có rất là nhiều đường để cho chúng ta đi. Bởi vì á, là em Hùng review nên em Hùng chỉ đi con đường gần nhất và con đường tiện cho mình đi thôi. Còn khi cô chú anh chị mình có nhu cầu mua ở rồi, mình có thể tìm hiểu thêm rất là nhiều đường đi. Mà tất cả các đường đều là đường xe ô tô hết luôn nha cô chú anh chị. Tất cả đều là xe ô tô, không có đường nào là đường xe máy đâu. Đường toàn là rộng 7-8 mét rồi không à. Và 4 lô đất này là sổ hồng pháp lý chuẩn chỉnh, mua bán là công chứng được ngay. 4 lô đều có hướng là chính bắc nên sẽ rất là phù hợp khi cả nhà mình, những cô chú anh chị là những người hợp mệnh đông tứ trạch, trong đó có bao gồm là hướng bắc, hướng đông, hướng nam và hướng đông nam. Mỗi một lô như vậy thì sẽ có là 50 mét là đất ở, phần đất còn lại cũng đã được quy hoạch đất ở luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Tất cả ở đây là mỗi lô đều có 50 mét đất ở. Lô số 1, lô số 2, lô số 3 tính từ cái nhà vườn kia tính xuống là mỗi lô là ngang 20 mét. Và lô số 4 là ngang là khoảng tầm 16 mét rưỡi, vì lô số 4 là diện tích nhỏ hơn. Rất là đẹp. Khi cả nhà mình lên xem và cảm nhận thực tế luôn, rất là đẹp. Và giá bán cho tất cả 4 lô đất này, gia chủ sẽ trừ phần đất quy hoạch giao thông ra nha cô chú anh chị. Bởi vì đường hiện trạng là 8 mét, quy hoạch rộng 15 mét. Thì mỗi một lô như vậy sẽ có một phần đất quy hoạch giao thông. Tương đối là cũng ít thôi chứ không nhiều đâu cô chú anh chị à. Bởi vì chiều ngang mỗi lô nó to á, nên là phần đất quy hoạch nó sẽ không có nhiều. Ví dụ như là cái lô cuối cùng em Hùng đang đứng nè, thì chúng ta sẽ bị mất 58 mét vuông, gần 59 mét là quy hoạch giao thông. Đó, là tương đối là khoảng tầm là từ 60 cho tới 70 mét vuông đất quy hoạch giao thông thôi. Thì phần đất này khi bán gia chủ sẽ trừ ra. Và đơn giá bán thì cực kỳ rẻ luôn so với những cái vị trí như thế này. Đơn giá là chỉ khoảng tầm dưới 5 triệu một mét vuông nha cô chú anh chị. Dạ, dưới 5 triệu một mét vuông. Đó. Nếu như cả nhà mình có nhu cầu mua hết 4 lô hoặc là mua cặp 2 lô liền kề, thì em Hùng sẽ đảm bảo rằng là giá sẽ cực kỳ tốt với mình luôn. Và giá bán gia chủ sẽ còn thương lượng với mình khi cả hai ngồi đàm phán với nhau. Cô chú anh chị có thể mua lẻ một lô hoặc là mua cặp 2 lô hoặc là mua sỉ luôn. Nếu như tầm tài chính mình có, mình muốn mua sỉ hết. Rồi thứ nhất là mình cho con cháu hay là mình làm một hẳn một cái khu gọi là biệt thự của mình luôn thì rất là tuyệt vời. Vì tổng 4 lô này á, diện tích sẽ khoảng tầm là 3.600 cho đến 3.700 mét vuông nha cô chú anh chị. Dạ, 4 lô này nếu mà cộng lại là khoảng tầm 3.600 cho tới 3.700 mét vuông. Đó, còn chiều ngang á, là khoảng tầm gần 80 mét. Đường nhựa nè. Đường này 8 mét nha, đường hiện trạng là 8 mét. Đó, tương lai sẽ quy hoạch mở rộng 15 mét. Rồi khu vực đây là đã có điện nước rồi nha cô chú anh chị. Đây, đây là đường dây điện. Đó, thứ nhất là đường dây điện để mình kéo vào nhà, thứ hai là có bóng điện đường luôn. Nhưng mà em Hùng, khu vực này thì bóng điện đường cũng bóng đèn đường sẽ không có phải là bóng đèn to nha cô chú anh chị. Dạ, bóng đèn chỉ nhỏ thôi. Đó, đây là toàn cảnh quan khu vực trước đất của mình đây. Dạ vâng, em Hùng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem em Hùng review 4 nền đất tọa lạc tại thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Với giá bán là 4 triệu 800 ngàn trên 1 mét vuông, nhân với lại là tổng diện tích còn lại sau khi quy hoạch giao thông. Như lúc đầu video em Hùng có nói là gia chủ sẽ trừ đi cái phần quy hoạch giao thông nha cô chú anh chị. Dạ, thì sau khi trừ rồi diện tích còn lại bao nhiêu sẽ nhân với lại là 4 triệu 8 trên 1 mét vuông. Giá bán trên gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi chuyển nhượng và chắc chắn rằng họ sẽ còn thương lượng thiện chí với mình khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Và nếu như quý cô chú anh chị mua lô cặp hoặc là mua hết sẽ chắc chắn sẽ có những cái giá cực kỳ tốt với mình luôn. Dạ, nếu như cả nhà quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của em Hùng có trên màn hình hoặc có thể kết bạn Zalo, nhắn cho em Hùng cái nội dung cần tư vấn. Em Hùng nhận được thông báo sẽ trả lời tư vấn của mình. Rồi em Hùng cũng sẽ gửi cho mình vị trí của 4 nền đất và 4 cái sổ hồng pháp lý để cho cả nhà mình cùng tham khảo qua. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em, ấn vào chuông thông báo để mỗi khi em Hùng review bất động sản đăng tải lên kênh YouTube thì cả nhà mình sẽ nhận được thông báo và cùng đón xem với em Hùng. Dạ rồi, em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin kết thúc video ngay tại đây.